thế nào? Nhớ nhà hả? Không giấu gì tiên ông, Bồng Lai tiên giới tuyệt vời, thông dòng bốn bể, sống đời ngao du. Thoáng chốc nay đã ba thu, bâng khuâng lòng vẫn tương tư nhớ nhà. Nhớ quê, nhớ cánh đồng xa, gió len ngọn lúa thiết tha rì rào. Ba năm, ngươi ở tiên giới ba năm rồi sao? Đúng là thời gian. Cho dù ở hạ giới hay tiên giới thì cũng nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Dạ, cháu cũng không ngờ là nhanh như vậy. Mỗi ngày đều đi đến những nơi mới lạ, học biết những điều hay ho. Nếu không nhờ tiết trời thay đổi, cháu cũng không nhớ thời gian nữa. Hôm nay tiên ông hẹn cháu đến ranh giới với Trần Gian để cháu nhìn xem cảnh này sao? Nếu ngươi không còn nặng lòng với người hạ giới thì chúng ta ở đâu có khác gì nhau? Ta tuy là tiên nhưng cũng thích ngắm nhìn trần gian muôn màu muôn vẻ, có lúc hỗn loạn, cũng có lúc êm đềm như buổi chiều câu cá, quây quần bên gia đình ăn cơm vậy. Cháu như ngửi thấy mùi cá kho của mẹ đâu đây?